nét thắt. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tô nét thắt. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nhé. Và nét thắt đầu tiên của mình có màu đỏ. Thôi nét thắt chúng ta sẽ bắt đầu tô từ bên phải, vòng lên trên để tạo thành một nút thắt ở trên. Sau đó thì kéo xuống dưới. Nét thắt thứ hai có màu xanh ngọc cây. Nét thắt cuối cùng sẽ có màu tím. Ok, mình đã hướng dẫn xong các bạn cách tô màu ba nét thắt. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.